Thưa quý vị, trong dòng văn học hiện thực Việt Nam, Nam Cao là một trong những nhà văn tiêu biểu. Trong những tác phẩm của ông đã phản ánh hầu hết cuộc sống của nhiều tầng lớp khác nhau. Viết về đề tài những người trí thức nghèo, những kiếp sống mòn, có hoài bão, có tâm huyết, tài năng, muốn vươn lên cao nhưng lại bị chuyện áo cơm ghì sát đất. Với tấm lòng nhân hậu sâu sắc, Nam Cao đã thấu hiểu, cảm thông và diễn tả chân thực tấn bi kịch đau xót ấy của họ, lấy đi nước mắt của bao bạn đọc. Mỗi trang viết của ông đều chứa đựng tâm sự, nỗi đau và niềm khát khao cháy bỏng của chính nhà văn. Chuyện ngắn Quên Điều Độ của Nam Cao sau đây khiến người nghe hiểu hơn về tấn bi kịch ấy của người trí thức nghèo. Đây không phải là một người điều độ vì điều độ. Hai điều độ vì bắt buộc, hắn không có sức dư để bứa bừa. Hắn cũng không có tiền, hai mới 25, cái tuổi đương xuân, cái mạch máu đầy căng, đôi môi chẳng chán cười. Bắp thịt xẻo nên chân đi không biết mỏi, dạ dày có thể giãn ra như một cái túi cao su, đôi mắt nhìn khoái trá như ăn. Ham muốn là cái phễu chẳng đặt vào đâu, tin tưởng mạnh ngay với đôi tay cứng cáp. Bởi vậy chẳng có cái gì có thể gọi là thái quá. Ấy là nói cái lúc đương xuân của những thanh niên khác, không kể hài. Hài đương xuân mà không biết cái sướng của người lúc đương xuân. Hắn có bệnh tim, hắn lại đau phổi nữa. Ông bố hắn là một người nghiện rượu, bà mẹ hắn chết non vì bệnh sản hậu lao. Hắn yếu ngay từ lúc chưa sinh ra, đã thế nuôi nấng lại sơ sài. Hắn không chết yểu cũng là may đấy. Năm hắn lên 6, thấy hắn hiền, người ta đoán. Thằng này học được đấy, nó không ham chạy nhảy như con nhà khác. Người ta nhốt hắn vào lớp, ông thầy quát mắng. Ông thầy đánh đập, hắn nhát nên chăm chỉ. Học chẳng có gì lanh lợi, nhưng hay thuộc bài. Năm 20, hắn đậu bằng tốt nghiệp thành trung. Năm 21, hắn trúng tuyển kỳ thi thư ký vô tuyến điện, bao hơi sức đã phí đi để tranh một việc làm. Còn sức đâu mà làm việc. Chưa qua được thời kỳ tập sự, Hải đã ốm. Hắn xin thôi việc. Không có tiền để nằm ở các bệnh viện, hắn về nhà quê để chạy chữa. Ở nhà quê có đủ cơm đã làm may, tiền đâu thuốc thang. Hắn chỉ chữa bệnh bằng nghệ sống, bằng nước rau má tía, bằng nước tiểu trẻ con. Ba món ấy của ba người, mỗi người mách một món, chẳng biết ai hay. Hắn dùng cả ba món cùng một lúc, được cái những vị ấy không đắt lắm. Nghệ có sẵn ở trong vườn, rau má tía mọc hàng rừng, ở vệ đường. Trẻ con thì nhà nào cũng có, trẻ nhà nào cũng biết đi tiểu cả. Được đi vào một cái cốc thì thú lắm, chúng không đòi tiền. Cũng nhờ vậy mà Hải dùng ba món thuốc trên này được khá lâu. Đến 3 năm, ấy thế rồi hắn khỏi, tự nhiên mà khỏi. Hay không khỏi thì cũng vậy. Bởi có những cơ thể lâu ngày quen với bệnh, bệnh vẫn còn ở đấy, nhưng người vẫn không chết gì. Có lẽ Hải cũng thế chăng, hắn đợi chết mà không chết. Ấy thế mà Hải có cái bằng tốt nghiệp thành trung, Hải có quyền mở một cái trường tư, hắn xin phép mở. Mở trường tư cũng phải là một người đủ sức. Người ta đòi một giấy chứng nhận của doctor, Hải phải đến phòng khám bệnh của một y sĩ xin một tờ chứng chỉ. Viên y sĩ nghe tim, ông đã lắc đầu rồi. Nhưng bởi tò mò nên ông nghe thêm phổi nữa. Ông chố đôi mắt thật to nhìn Hải, nhìn một lúc khá lâu, ông mới bảo. Ông có bệnh. Hải thốt nhiên lại thấy mình ốm yếu. Hắn tái mặt. Viên y sĩ tiếp. Ông đau tim nặng, phổi cũng không được lành.
Hai đứng ngay người không nói được, hắn gần muốn khóc. Viên y sĩ phải nói cho hắn hiểu. Thế nghĩa là tôi không thể chứng nhận rằng ông khỏe, ông đừng dạy học. Hai hoảng hốt, đừng dạy học, thế thì hắn làm nghề gì để kiếm ăn? Hắn năn nỉ, ngài thương tôi nghèo lắm, tôi cần phải kiếm tiền để sống. Tôi biết, nhưng còn lương tâm nghề nghiệp, ông mà dạy học thì ông chết mau lắm đấy. Hải cười gượng, chết mau nghĩa là chưa chết, nếu tôi không dạy học thì chết ngay, bởi không ai có thể sống mà không ăn. Lý luận cũng hay, nhưng viên y sĩ không thể để cho mình bị cám dỗ. Ông khăng khăng từ chối, Hải phát khóc, hắn đành nói dối. Ngài thương cho, tôi xin hứa chỉ đứng làm hiệu trưởng trông coi, chứ không dạy học. Không có lý, tôi xin hứa, ngài thương cho. Mặt Hải lúc ấy chắc là thảm lắm, bởi viên y sĩ đã thành ra do sự. Sau cùng, ông tặc lưỡi ngồi vào bàn giấy. Tôi nể quá, nhưng thật là tôi giết người. Ngài đừng lo. Tờ chứng chỉ xong rồi, viên y sĩ đưa cho Hải và bảo, ông nghe tôi, đừng làm việc lắm, nếu làm việc ông không sống lâu được đâu. Hải muốn cảm ơn, nhưng ông đã vội xua Hải ra như xua một điều hối hận. Ra đường phố, Hải buồn rầu rĩ, hắn đau tim, hắn đau phổi, hắn không thể làm một việc gì nặng nhọc. Cái đời hắn chỉ là một cái đời vất đi, thà chết ngay đi cho rồi. Phải, thà chết ngay. Hải nghĩ thế để có can đảm mà dạy học. Thật ra cũng chẳng cần can đảm, hắn không dạy thì chết đói, thiếu gì kẻ chẳng lấy gì làm can đảm, vẫn phải bán dần dần sự sống đi để cho mình khỏi chết. Có lẽ chết đói là một cách chết mà chúng ta sợ nhất trong bao nhiêu cách chết. Ta có thể liều chết mà kiếm ăn. Hải cũng vậy, hắn tự nhủ, sống như mình vô ích quá, thà cứ làm việc cho chết quách. Nhưng đồng thời lại nghĩ ta cần vệ sinh, có như vậy thật, hay thật là một con người vệ sinh, hắn ăn có chừng thôi. Và chỉ ăn rau, rau đã lành lại rẻ, không bao giờ uống rượu, chỉ uống toàn nước lã, uống nước lã đun sôi, vừa lành vừa thanh đạm, lại không tốn một đồng xu nhỏ. Hắn không hút thuốc lào, thuốc lá, hắn không đi xem hát, xem chớp bóng để dành thì giờ mà ngủ. Hắn không đi xe để dùng cách đi bộ làm thể thao. Sự vệ sinh ra cũng rẻ, thật hợp với một người không có tiền. Người điều độ chính là một người khôn ngoan. Vậy Hải sống rẻ sẻn lắm. Trong khi rẻ tiền, hắn rẻ luôn sức khỏe, hoặc hắn rẻ sức khỏe để rẻ tiền. Hai đằng cùng thế cả. Cái kết quả thật tốt đẹp, cái lối sống chắt bóp chịu mãi cũng quen đi, cũng như bệnh phổi và bệnh tim. Nhưng một buổi tối, Hải đã gặp lại một người bạn cũ. Lúc ấy đèn phố vừa mới bật, người tấp nập, các màu áo rộn ràng. Hải thật là một vật tối giữa đám đông tươi vui ấy. Hắn đi lủi thủi, đầu hắn cúi, đôi vai cụp xuống. Hôm ấy là đầu tháng, cũng như tất cả những buổi tối đầu tháng khác. Hắn đang đi thẳng đến một hàng tạp hóa để mua một lạng phẩm tím về pha mực. Đấy là mực của học trò trước kia, mực học trò viết, học trò phải đem ở nhà đi. Như thế rất lôi thôi, bởi vì chúng đánh đổ luôn. Thành thử có đứa mỗi tháng mất đến 5 xu mực. Hai bèn bảo chúng góp cho thầy mỗi tháng 1 xu. Thầy đi mua phẩm lạng về pha, tiện cho chúng, mà thầy cũng có lợi đôi chút nữa. Lợi dăm 6 hào gì đó, Hải đã tính. Nhưng hắn hay quên lắm, hắn không còn nhớ rõ hắn lợi được 6 hào mấy hay 5 hào mấy. Và bởi vì hắn không lúc nào chịu rỗi, nên hắn lại đang nhầm tính lại xem cái số lợi ấy là mấy hào mấy xu. Bỗng hắn bị một người nắm lấy vai, hắn giật mình. Một thứ tiếng trọ trẻ Sài Gòn đã kêu lên. Ủa, anh Hải? Hải ấp úng. Trời đất ơi! Trời đất ơi!
Thư vừa nói vừa đập vào vai Hải bồm bột. Tính anh như vậy, anh bồng bột. Trong lúc mừng rỡ quá, mặt anh đỏ bừng lên, mắt anh loang loáng. Hải thì bình tĩnh hơn một chút, nói là chậm chạp thì cũng được. Hắn có vẻ như mệt mỏi, bởi hắn đã già hơn một chút. Cái nghề dạy học làm người ta chóng già. Thư nắm lấy cánh tay hắn kéo đi như đội xếp kéo một thằng móc túi. Vào đây, trời đất ơi, tôi không ngờ lại được gặp anh Hải ở đây. Thế nào? Họ bước vào một tiệm ăn. Đèn sáng trưng, các bàn ăn phủ khăn rất phẳng. Thư kéo ghế ngồi ngay ở cái bàn nghênh ngang giữa hiệu và bảo Hải ngồi xuống. Một anh bồi chạy đến, Thư hỏi Hải. Anh uống gì? Hải lúng túng. Thư vụt nhớ. À, hình như anh cữ rượu. Hắn có vẻ tự kiêu. Hình như được đi hỏi đốc tờ là một cái gì đáng để cho người ta kiêu lắm. Nhưng Thư không để ý. Hắn thản nhiên bảo bồi. Lấy bia vậy, bia nó nhẹ. Trong khi ấy, Hải đã có thì giờ nhìn kỹ Thư. Thư khác trước, chẳng còn có vẻ gì của một anh chàng thất nghiệp đến ăn báo Hải. Hồi Hải còn làm vô tuyến điện, quần áo Thư sang lắm. Thứ thuốc lá y hút là thứ thuốc ăn lê rất đắt tiền. Hải tự hỏi, Thư làm gì mà có vẻ như giàu vậy? Anh đổi về đây bao giờ? À, Hải ậm ừ không trả lời. Hắn chưa biết có nên nói rõ cho Thư biết hắn đã thôi làm việc ở vô tuyến điện rồi hay không. Hắn hỏi, bây giờ anh làm gì? Tôi buôn bán. Tôi có một cái nhà máy làm đường ở Hiệp Hòa. Hải choáng người, Thư làm chủ một cái nhà máy và Hải nghĩ đến thân phận mình, nhưng Hải không kịp buồn, Thư đã bảo. Tôi kiếm anh hoài, hỏi chỗ cũ người ta bảo anh bị đau xin nghỉ. Tôi đoán anh về Bắc, lớp này ra Bắc, tôi định về thăm nhà, xong lên Hà Nội chơi ít bữa, rồi đi các đài vô tuyến điện tìm anh. Không ngờ được gặp ngay anh ở đây, tôi sướng quá, chúng mình phải đi chơi suốt đêm nay mới được. Ăn xong chúng mình đi hát, anh về Bắc đã lâu chắc là thạo trống. Hải mỉm cười và lại ừ hữ để không trả lời. Ở tiệm ăn ra, Hải thấy đầu nặng mà chân thì nhẹ. Ánh đèn phố nhập nhòe. Những cửa hàng, những cột đèn, những cái cây, những người đi, những xe cộ trên đường đều chập chờn, chập chờn. Những tiếng xôn xao bên tai Hải không nghe rõ nữa. Hải thấy vui lắm, buồn cười lắm. Môi Hải mấp máy, trực cười luôn. Chân Hải bước mạnh dạn, tuy có hơi chập chững. Hải say rượu, bởi vì đến lúc ăn, Thư đã gọi bồi lấy rượu vang. Thư bảo Hải uống một chút cho vui. Hơi men của cốc bia đã ngấm rồi, Hải nhận uống. Hải uống hết một cốc thì Thư lại bảo, làm chút nữa. Hải tặc lưỡi, ừ thì uống. Uống thêm một cốc cũng không thể chết, mà có chết thì cũng được. Ấy thế là sau cốc ấy, Hải lại uống thêm cốc thứ ba. Giá có uống một cốc thứ tư nữa thì cũng được, nhưng Hải không uống nữa, bởi vì Thư đã không mời uống nữa. Thư biết bạn đã say lắm lắm, mặt Hải đỏ gay, mắt Hải đã lừ đừ. Hải bắt đầu nói to và hai bên mép thỉnh thoảng lại xếch lên mang tai, vô cớ. Thôi đủ rồi, Thư trả tiền và dắt Hải đi ra. Thư hỏi Hải, đi hát chứ? Hải nói to như thét, đi chứ, cố nhiên là phải đi. Rồi Hải vịn vào vai Thư cười khanh khách, mặt Hải co rúm lại một cách vừa buồn cười, vừa thiểu não. Mấy người đi phố nhìn Hải với con mắt khó chịu hoặc ngạc nhiên. Thư uống rượu đã quen nên còn đủ tỉnh táo để mà nhận thấy. Anh hơi ngượng, anh gọi hai cái xe. Hải lảo đảo bước lên một cái ngả hẳn người về đằng sau. Thư cẩn thận bảo xe Hải đi trước. Rượu ngấm dần. Bây giờ thì Hải thật đã say mềm. Cái xe hạ xuống suýt làm hắn ngã. Thư phải khoác một tay mà đỡ bạn. Bọn con em trong nhà hắt chạy ra, xoa suýt cười. Hai người vào, vừa ngồi xuống, Hải đã gục luôn xuống bàn. Họ chẳng chống phách gì, bởi vì Hải đã say quá mà Thư không biết chống. Cũng may cho Hải vậy, bởi vì thật ra thì Hải cũng không biết chống. Người ta mời Thư uống nước, Hải nghe tiếng nhưng không cất đầu lên được. Hải thấy người ta đỡ Hải đi vào trong giường.
Khi Hải tỉnh cơn say thì một chiếc đồng hồ rè rè đánh 3 giờ, mấy chiếc khác gần hoặc xa xa nhắc lại. Chẳng hiểu sao Hải hơi buồn buồn. Hắn mở mắt ra, chỉ còn một ngọn đèn xanh vẫn thức. Ánh sáng rất thanh nhẹ tỏa xuống, dây qua lần vải màn lớt phớt vào giường. Cái giường đượm hương thơm, đấy là ý nghĩ của Hải. Bởi vì một đôi khi Hải có đọc một cái chuyện ngắn hoặc một bài thơ đăng trên một tờ báo hàng ngày hắn mượn được của một người hàng xóm. Thật ra thì cái hương thơm ấy chỉ là một mùi nước hoa hạng rẻ tiền. Nhưng Hải có biết gì về cái thứ nước hoa, hắn đã cho là tuyệt lắm. Tuyệt nhất là hắn lại thấy cạnh mình một người thiếu nữ. Sáng hôm sau, ở nhà hát ra, Thư hỏi: "Bây giờ chúng ta đi về nhà anh chứ?" "Ừ, cũng được." "Cũng được, nhưng có lẽ Hải không thích lắm." Vẻ mặt hắn ngập ngừng, hắn không muốn cho Thư nhìn rõ cái thực cảnh của hắn hôm nay. Thư đoán ra chăng, hay anh chợt nhớ ra một việc gì khác? Anh lại bảo: "À, nhưng mà không được, tôi còn phải lại đằng này một chút, anh cho tôi biết số nhà." "Nhà tôi không có số, chỗ tôi ở khá xa mà hơi khó tìm, có lẽ cứ để tôi tìm anh lại tiện, rồi tôi sẽ đưa anh về." "Vậy lại càng tốt, tôi ở 26 và Weston, bao giờ anh sẽ tới?" "Chiều hôm nay." "Thiệt nhớ, vậy chiều hôm nay." Hải gọi một cái xe về nhà, sự hoang phí ấy sở dĩ có là bởi vì hắn đã mệt rã rời. Nhưng cũng bởi hắn đã được hưởng một cuộc ăn chơi tốn hàng mấy chục đồng mà chẳng phải bỏ ra một đồng xu. Vậy thì bây giờ có bỏ ra vài hào, chỉ cũng còn lợi chán. Đến nhà thì học trò đã đầy trước cửa, đứa ăn quà, đứa trêu chọc bạn. Hải nghĩ đến 8 giờ đồng hồ, quát tháo, chấm bài, đập thước xuống giường chan chát. Hắn thấy trong ngực cuồn cuộn, buồn mửa, làm việc quả thật chẳng có gì vui vẻ. Hôm ấy, hắn cắt nghĩa bài uể oải, đôi mắt đỏ ngầu, mệt mỏi. Chốc chốc, hình ảnh người thiếu nữ lại trở về, dắt theo hình ảnh những phút vui đêm trước. Hắn lại thừ người ra một lúc, rồi hắn lại tự bảo: "Những cuộc vui hại người." Tuy vậy, vừa tan buổi học chiều, hắn lại đi, hắn nhịn cơm và cái đầu quần áo chảy chuốt hơn mọi bữa. Hắn nhấp nhòm chỉ sợ Thư sai hẹn. Nhưng may quá, Thư vẫn đợi, hai người dắt nhau đi. Buổi tối bắt đầu bằng một cốc bia như bữa trước. Hải đã quen nên làm việc ấy thản nhiên. Nghĩa là cái sự ngồi ở một bàn nghênh ngang chẳng còn làm Hải cảm động. Lát nữa, khi bước vào nhà hát, Hải cũng sẽ cố thản nhiên như vậy. Như một người ăn chơi, muốn làm dáng từ giờ, hắn hếch cái cằm lên, mỉm cười, khẽ hỏi Thư: "Thế nào?" Thư không hiểu, bởi vì Thư quên cái việc đi hát ngay từ lúc mới ra khỏi nhà hát. Hải gượng nghịu, nhưng vẫn cố giữ nụ cười, hỏi lại: "Buổi hát tối qua thế nào?" Thư nhấc bàn tay lên khỏi vế đùi, hơi ngả người về đằng sau, trợn mắt bĩu môi. Đây là điệu bộ của một người thất vọng. Anh kêu luôn bằng tiếng Pháp: "Ồ, chán chết, chúng nó hát như thuốc thụt mũi và bẩn như một cái chân sâu quảng." Hải cúi mặt, hắn thấy Thư làm bộ và đáng ghét. Mới có tiền một chút mà đã canh kiệu thế. Hắn nhìn một người đang chúi mặt xuống một đĩa đồ ăn ở mãi một bàn xa để khỏi phải nhìn Thư. Hắn hơi buồn buồn, câu chuyện giữa đôi bạn thành rời rạc, hai cốc bia đã cạn. Thư hỏi: "Ta có ăn không?" "Tùy đấy, tôi thì không thấy đói." "Tôi cũng vậy." Và Hải lại càng bực mình thêm lên. Thư gọi bồi lại, đưa cái giấy 5 đồng cho hắn ra quầy trả. Người bồi đem tiền thừa lại, Thư ừ hữ cầm lấy, hai người đi ra. "Đi đâu bây giờ?" "Tùy đấy, hay lại đi hát?" Thư hỏi thế với một cái cười chế ngạo. Hắn tặc lưỡi: "Đi làm quái gì?" Bỗng Thư reo lên: "Kìa Bình!" Lại là một người bạn nữa, người phốp pháp, da sáng sủa, áo quần sang trọng, họ có vẻ mừng rỡ lắm. Họ tranh nhau nói cười, vồ lấy nhau. Hải có vẻ như bị quên. Hắn lấy làm khó chịu, ba người cùng đi một quãng. Hải chợt bảo: "Thư này." "Gì vậy?" "Hai anh đi nhé, tôi phải đi đằng này có tí việc."
Vậy hả? Có cần không? Cũng hơi cần. Thư chìa tay ra. Vậy để chút nữa chúng tôi chờ anh ở chỗ nào? Đừng đợi nữa. Sao vậy? Có lẽ tôi không đủ thời giờ. Đáng tiếc. Vậy thì mai nhé. Ừ, ngày mai. Hải trả lời rất khẽ, bởi vì Hải định chẳng bao giờ còn tìm Thư nữa. Hải đi lộn lại. Được 10 bước chân, hắn quay lại nhìn Thư và Bình. Hai người vẫn nói toang toang như quên hẳn hắn. Hắn cúi đầu cụp hai vai, đi lủi thủi. Hắn đến hàng tạp hóa như mọi khi, mua một lạng phẩm tím, rồi hắn lại đi bộ về. Chiều hôm sau hắn ăn cơm xong, đi nghỉ sớm và tự bảo. Người điều độ thật là một người khôn ngoan. Chuyện ngắn Quên Điều Độ của nhà văn Nam Cao, chuyện nói với chúng ta về cuộc sống của những người bán dần sự sống đi để cho mình khỏi chết, sống mòn mỏi, sống chỉ để tồn tại trong cái ao đời tù túng quanh quẩn. Họ dè sẻn hết mức có thể, sống ép mình tách hoàn toàn ra khỏi những thú vui của cuộc đời.